Việc các tàu container phải chuyển hướng do nguy cơ bị tấn công trên Biển Đỏ đang đẩy chi phí vận tải hàng không tăng cao khi các doanh nghiệp cố gắng duy trì đảm bảo giao thương thông suốt. Sự thay đổi trong phương thức vận tải chủ yếu do các hãng tàu container lớn quyết định đưa tàu đi qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi khiến thời gian vận chuyển bị kéo dài. Các nhà vận chuyển cho rằng dù vận tải hàng không đắt hơn đáng kể so với vận tải đường biển, trung bình từ 25 đến 30%, song ảnh hưởng của những kệ hàng trống rỗng hoặc việc ngừng sản xuất vượt xa chi phí bổ sung khi sử dụng vận tải hàng không. Để khắc phục, một số nhà vận tải đã chuyển sang các phương án vận tải đường biển, hàng không kết hợp. Họ sử dụng các tuyến đường biển từ châu Á đến Trung Đông, rồi sau đó chuyên chở hàng hóa bằng đường không đến châu Âu. Một số công ty dự báo nhu cầu về lựa chọn này sẽ gia tăng trong những tuần tới, vì nhiều nhà máy chỉ mới bắt đầu hoạt động trở lại sau dịp nghỉ lễ năm mới. Tuy nhiên, không ít khách hàng cho biết tương lai sẽ chuyển hướng sang vận tải đường không hoàn toàn, thay vì kết hợp đường biển, đường không. Một số khác sẽ cân nhắc tùy vào từng trường hợp hàng hóa cụ thể với nhu cầu khác nhau.